Công việc hiện tại của em là DJ và em có làm thêm part time là làm bên bất động sản đó chị. Biết biết cân bằng giữa công việc và tình yêu chị. Có quan tâm không? À, có, nên giờ nó không đúng được rồi. Đúng rồi, phải có. Phải có. Dạ. Hiện giờ anh đang làm hai job, anh đang làm nhân sự cho một công ty thời trang vào buổi giờ hành chánh và ban đêm thì anh có kinh doanh thêm quán nhậu hải sản. Mời nhà trai. Đàn trai mời đàn gái. Trời ơi. À, anh mời đi kinh. Bây giờ em giới thiệu về mình đi em trai. À, đầu tiên là con xin chào họ nhà gái ạ. À. Chào anh MC Quyền Linh, chào chị MC Hùng Vân. Rồi. Và toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình qua phim trường cũng như là màn ảnh nhỏ. Em tên là Nguyễn Kim Thuận, hiện em 27 tuổi và đang công tác tại phòng nhân sự công ty thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngoài việc làm ở phòng nhân sự ra thì em có kinh doanh thêm một nhà hàng hải sản ở quận 7. Dữ luôn á. Mình giới thiệu về bản thân mình đi. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Huyền Nga, em 25 tuổi, em đến từ Đà Lạt và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn ạ. Công việc hiện tại của em là DJ và em có làm thêm part time là làm bên bất động sản đó chị. Bây giờ Vân, chị muốn hỏi lý do sao em lại tham gia chương trình này. Bởi vì em vừa xinh đẹp, công việc lại rất là tốt. Nếu như là em làm cả hai cái việc như vậy thì cái môi trường nó sẽ rất quen với nhiều người. Thì lý do gì lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Em nghĩ là chắc ai cũng nghĩ giống như chị á. Em xinh đẹp nên chắc ai cũng theo đuổi hay gì kia. Cho nên là không ai theo đuổi em hết. Không ai theo đuổi em hết. Thiệt luôn hả? Dạ. Vậy thì sẵn đây mình nói luôn cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em lâu lâu thì em cũng hơi hài hước và em cũng chăm chỉ nữa. Em cảm thấy em chăm chỉ làm việc, em thích đi làm lắm. Điểm yếu của em thì em bị nhạt. Chứ nên tự nhiên em bị nhạt là sao? Dạ, bạn bè của em á, bạn bè đồng nghiệp á chị. Em hỏi là ê, bà có thấy tôi có gì xấu không ạ? Tôi thấy bà nhạt lắm. Trời ơi, bạn nào mà ác dữ vậy? Em rất là duyên dáng. Em hát ok không? Dạ. Ngoài cái DJ ra em hát hay không? Dạ không chị. Dạ không chị. Ơi bạn Nam ơi. Dạ chào chị Hương Vân ạ. Em nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em có thể thích đứng được với những môi trường. Có nghĩa là quăng em vô môi trường nào em cũng tồn tại được khá là ổn với môi trường đó. Điểm yếu là rất là ham việc nên đâu đó là nó bị dễ bị stress á. Những lúc mà stress vậy thì em có sở thích là thường là chui những cái xích đồ á. Mặc dù không phải là mua nhưng mà chỉ cần hửi đồ mới thôi là cảm thấy mình refresh lại bản thân. Ồ vậy hả, em thích cái là ghiền hửi đồ mới. Dạ đúng rồi. Khoái đó, tôi lục đồ tôi khoái ngửi cái mùi lông não á. Dạ. Em có cái nhược điểm gì không hay là cái tính xấu gì không? Tính xấu của em là hiện tại là em cảm nhận em ngủ hơi nhiều. Không, em nên ngủ nhiều. Em nên ngủ nhiều, ăn nhiều chút xíu. Chị ước gì mà chị với em á trộn lại chia đôi ra là chị em mình phọt đẹp luôn. Lý do gì mà một ông chủ trẻ măng và rất là tài giỏi thế này lại đến tham gia chương trình? Em đã trải qua mối tình được khoảng 6 năm và đã chia tay hơn 1 năm rồi. Lý do em tham gia chương trình này là tại vì em nó ở bên ngoài em đi làm suốt nên không có thời gian để tiếp cận được hay là tiếp xúc với bạn nữ. Cái vấn đề mà em chia tay với bạn gái em là lý do gì? Em quen là sau khi học đại học, mà hai đứa tốt nghiệp đại học thì bạn nữ đó có đi du học ở bên Đức làm bác sĩ. Thì du học khoảng 6 tháng thì hai đứa có những cái định hướng khác nhau trong cuộc sống á chị. Nên là hai đứa cũng vui vẻ để phát triển định hướng riêng của mỗi đứa. Con gái mà làm DJ ấy, em có ngại không? Dạ thật sự em không có ngại gì, thường ngày em cũng nghe nhạc Vina House. Cái hình mẫu lý tưởng mà em đặt ra cho mình là như thế nào? Em không còn tin cái hình mẫu lý tưởng hay cái gu của em nữa. Tại vì cái bạn nữ trước em quen là hoàn toàn khác với những cái gì mà cái gu em đưa ra luôn. Nên là hiện giờ là em chỉ mong là bạn nữ mà sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn về cuộc sống, chia sẻ với nhau nhiều hơn về định hướng. Nhưng mà cái gu trước thì em đặt ra là như thế nào? Là gu trước của em là mình dây tóc dài. Mình dây tóc dài có dạ, luôn. Dạ. Sao nữa? Dạ cho em nhìn trước được. Không, em chưa được nhìn, ông Linh nhìn trước. Rồi còn gì nữa? À, thông minh. Thông tư minh duy. Có luôn. Tư duy. Trời ơi, cô DJ xinh xắn. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em có thể diễn tả cho anh biết được không? Em không có yêu cầu nhiều. Cao hơn em. Em cao mét mấy? Em cao mét 52. Khoảng 53 trở lên.
này hơn. Này đạt, này đạt. Đạt luôn. Này đạt. Là không, dễ. Không phải, ít nhất thì cũng 65 hoặc là 60-65 thôi. Tại có vì luôn. Lỡ em có đi guốc nữa thì là bằng. Cho em đi guốc, yeah. Bây giờ đàn ông cũng có giày độn mà. Chăm chỉ. Chăm chỉ thôi trời, ta làm ông chủ. Tại em không thích bạn trai vô tâm. Bạn trai bên đây nghĩ chắc không vô tâm đâu. Bạn rất là quan tâm đàn khác. Em muốn đàn ông là phải biết cân bằng giữa công việc và tình yêu chứ. Có quan tâm không? À, có, nên giờ nó không đúng được rồi. Đúng rồi, phải có. Phải có. Dạ. Em gái đi với ai? À, dạ, hôm nay em đi với mẹ của em. Dạ, à, cô thấy mẹ, sao cô? Mẹ có ý kiến đi mẹ. Cũng tùy ở các con tìm hiểu với nhau. Giờ thì không biết hợp hay là không. Rồi cho bạn nói đi. À, anh có lãng mạn không ạ? Tùy những trường hợp thì mình sẽ... Bạn em thích một người đàn ông lãng mạn. Từ lúc nhỏ á, bạn em đã coi phim Hàn Quốc rồi, mê lắm. Nên thích đàn ông lãng mạn. Thật sự phim Hàn Quốc mình cũng rất là thích. Dạ, tại vì bạn của em rất là nhạt, không có hiểu để chia sẻ nhiều á, nên bạn cần một người chững chạc, quan tâm và nói nhẹ nhàng. Sợ mà người đàn ông nào nói lớn tiếng. Anh có hút thuốc không ạ? À, có, nhưng mà ít. Bạn của em rất ghét đàn ông hút thuốc. Mà đây hút ít thôi. Coi bên nhà trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ của em. Chào cô. Chào anh Nguyễn Linh, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Mẹ thấy con bé này được đó thần. Con có hai đứa tìm hiểu về tiến tới đi con. Ơi ơi, con coi đừng tiến tới. Đàn trai nói vài câu với đàn gái đi. Hai người phụ nữ dễ đây. Hiểu nhau. Chị cho cháu nó tới tìm hiểu với nhau đi. Tại vì em thấy hai đứa nó cũng hợp lắm đó. Thấy con bé dễ thương. Cũng tùy các cháu mà đồng ý thì chị cũng đồng ý. Nếu mà chị nói vậy thì em cũng cảm ơn chị. Hai bà xuôi ôm nhau một cái coi. Ôm nhau luôn, luôn cái nào coi đó. À, trời ơi. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Đây, trước khi đến chương trình thì anh có chuẩn bị một phần quà cho em. Là món bò lúc lắc anh làm ở quán anh. À, dạ, em cũng có món quà tặng cho anh. À, cảm ơn bạn. Đây là món mà mình rất thích, thích nhất trong dạ. Cái món ăn mình. Cái món này là cái món mà em nấu ngon nhất đây. Và em nấu ngày nào em vẫn nấu cũng được ấy. Dạ, à, cảm ơn em. Bạn em chia sẻ là em không thích đàn ông hút thuốc. Mà anh kêu là anh hút thuốc đúng không? Anh hút ít thôi, những lúc mà anh làm đêm á thì tại vì quán hải sản của anh là mở từ chiều cho đến sáng hôm sau luôn, nên là anh thức gần như thức coi cái quán, nên là những lúc mà buồn ngủ tí thì anh có dùng thôi. Không, nhưng mà em thì em không có cấm, miễn sao đừng hút trước mặt em là được. Không, anh phải rõ ràng cho vấn đề này, có nghĩa là có hút là có hút, còn không là không, chứ còn nếu hút sau lưng em thì nó đã là một vấn đề khác rồi. Dạ. Bây giờ nói chuyện hút với lại ăn uống không vậy? Chuyển đề tài tình yêu đi, trời ơi. Em có thể chia sẻ những cái định hướng của em nếu mà hai chúng mình tìm hiểu. Nói chung là vì hồi nhỏ đến giờ thì mẹ em cũng khá là chiều em. Nên là với việc nội trợ thì em không giỏi lắm nhưng em vẫn biết làm. Nội trợ thì hiện giờ anh đang học nấu ăn, cũng nấu được một số món Việt Nam dạ. Cỡ miền Tây cũng nấu được. Dạ, nhưng mà sau này nếu mà có tiến tới xa hơn thì em sẽ cố gắng học. Tại vì em cũng thích làm lắm. Còn công việc, về công việc của em á, thì tất nhiên là em cũng muốn phát triển nó xa hơn nữa. Em không nói về vấn đề đi chơi, nhưng mà công việc của em là làm buổi tối thì anh có suy nghĩ gì không? Không sao. Hiện giờ anh đang làm hai job, anh đang làm nhân sự cho một công ty thời trang vào buổi giờ hành chánh, và ban đêm thì anh có kinh doanh thêm quán nhậu hải sản. Vậy anh với em có một điểm chung là anh có thể kết hợp những cái buổi nhạc hay những cái đánh DJ trong đêm đó, thì anh với em có thể tương tác với nhau được trong vấn đề đó, nên không vấn đề gì cả. Em thì em hay ghen lắm, cũng vài lần em chia tay là vì em hay ghen. Ví dụ như em thấy mà bạn trai của em á, mà ví dụ như là có bạn gái, là bạn thân là con gái, thì em cũng không thích điều đó luôn. Em hay bị khó chịu á. Em mà nhiều lúc em khó chịu mà em tức, em chỉ im ở đây, xong rồi tức xong em không muốn nói ra, xong cứ hỏi em là em quọng. Em biết tính đấy tính xấu, em cũng ráng sửa. Nhưng mà nếu mà anh có thể chấp nhận hoặc có thể thay đổi được em thì... Ok, như vậy thì anh sẽ chia sẻ cái suy nghĩ của anh luôn.
Về anh thì anh sống khá là tình cảm trong mối quan hệ về bạn bè cũng như gia đình. Đối với những mối quan hệ bạn bè hay đồng nghiệp thì anh khá là tình cảm, và những mối quan hệ của anh là nó khá là thân với anh luôn, cả những bạn nữ hay các bạn nam. Có thể nói là những người rất thân với anh trong là những bạn nữ. Còn vấn đề ghen thì anh nghĩ thì ghen là chỉ có bậy thôi. Ví dụ anh mà đi lén phán thì đi chách chít thì đó nó đúng thật sự là em ghen là ghen đúng. Hiện giờ anh 27 tuổi thì anh hy vọng là nếu có cơ hội hai đứa mình tìm hiểu thì khoảng 1 năm đến sau 2 năm thì anh sẽ suy nghĩ đến vấn đề đó là vấn đề cưới. Em cũng tính là cỡ khoảng 3 năm nữa thì cưới. Nhưng mà thì mình tìm hiểu nhau mà thấy hợp quá thì mình cưới luôn cũng được không sao? Okay, cảm ơn. Thôi. Chúng ta để tay vào nút bấm đi. Bây giờ bắt đầu. Nó bấm luôn, nó không cần chờ tôi đếm luôn kìa. 1, 2, 3, có bấm không? 1, 2, 3. Nữ không bấm. Tại sao lại không bấm? Không sao, mình cứ nói lên quan điểm của mình. Em chưa có cảm giác. Chúc cho hai em sớm mỗi người tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Đây là một món quà tặng riêng cho bạn nữ, bộ son môi Yurika của Nhật Bản với thương hiệu thép Vinakiri tặng riêng cho bạn. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Bây giờ chúng ta đến với cặp đôi thứ nhì ngay lập tức. À, em thì cũng một vài ba mối tình chị ạ. Nhưng một mà... vài ba. Dạ. Kiểu như là trên tình bạn và dưới tình yêu ấy ạ, nó chưa có phải thực sự sâu sắc. Thế cái tướng mạo ưa nhìn một chút, cao tầm khoảng 1m8 trở lên. Ôi trời ơi, em mét nhiêu? Em sang sảng em nói cho chị nghe coi. Em mét 72 chị. Mét 72 là quá rồi. Được rồi đó. Vậy được rồi. Thì cũng hy vọng là anh có thể là đổi sở thích lại một chút xíu, có thể là cùng nhau đi xem những trận bóng yêu thích. Gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu, cách nhau cái hàng rào thôi. Rồi, mình giới thiệu lớn về cho bên kia nghe luôn nha em. Dạ, đầu tiên thì em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân. Chào em. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay hôm nay. Em tên là Nguyễn Văn Thanh, năm nay em 29 tuổi. Hiện em đang là nhân viên IT của một công ty lập trình web ở bên ở Vấp. Quê em ở dưới Đồng Nai ạ. Đó là lý lịch trên ngang của nhà trai đó. Rồi bây giờ đến nhà gái chúng tôi, em giới thiệu đi. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, chào bạn trai và chào tất cả các khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Lan, năm nay thì em 32 tuổi ạ. Hiện thì em đang sinh sống tại Bình Dương và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em làm bên trưởng bộ phận quản lý về voucher combo cao cấp của một của công ty du lịch Việt Nam ạ. Rồi bây giờ em nói luôn cái phần ưu điểm nhược điểm của mình đi. Dạ theo em thấy thì ưu điểm của em thì em là người rất là hòa đồng, quan tâm đến mọi người xung quanh. Còn nhược điểm của em thì em hơi bị nóng tính và nhiều khi em lý. Mời nhà trai. Em có ưu điểm gì? Thì em về cái ưu điểm của em thì em khá là vui vẻ. Nghĩa là em cũng là một người hay chia sẻ mọi vấn đề lắm. Em cũng hay ca hát. Rồi điểm yếu là gì? Điểm yếu của em thì em có hút thuốc. Hút thuốc hả? Nhiều không? Cũng tương đối thôi ạ. Bớt hút là được ha. Dạ. Chút xíu thế thì nào đàn gái cũng nói vụ thuốc cho coi. Bạn nữ bên kia là sinh năm 89 đúng không? Dạ đúng rồi anh Linh. Bên đây bạn nam sinh năm 91. Nữ lớn hơn 2, trai lớn 1. Sinh năm 91 là tuổi gì Thanh nhỉ? Tuổi mùi ạ. 89 là tuổi gì ta? Tuổi con rắn anh ạ. Rắn hả? Dạ.
Tí xù dùng mèo thình tị ngọ mùi thân dậu thức hợi. Hợp. Hợp. Hợp hả? Hợp, hợp, hợp. Em có mấy mối tình rồi? À, em thì cũng một vài ba mối tình chị ạ. Nhưng một mà... vài ba. Dạ. Kiểu như là trên tình bạn và dưới tình yêu ấy ạ. Nó chưa có phải là thực sự sâu sắc. Nhưng mà nó đã có một cái mối tình nào mà thực sự là tình yêu chưa? Hay là cả ba vài ba mối tình nó đều là như vậy? Em nghĩ thì là cái mối tình gọi như là gần đây nhất của em ấy là cách đây 6 năm. Trời ơi, 6 năm trời. Dạ vâng ạ. Rồi cô gái là người độc thân. Dạ đúng rồi thôi. Dạ đúng rồi. Vậy đó. Dạ. Dạ nhà gái xin hết ạ. Nhà trai, mấy mối tình thì thông báo cho mình kia biết đi. Em thì trước giờ cũng chỉ có một mối duy nhất thôi ạ. Nó cách đây khoảng cũng hơn 6 năm. Mối đó kéo dài mấy năm? Cũng được gần 1 năm ạ. Tại sao lại chia tay? Thì nói chung là nó cũng có mâu thuẫn về bên cái tính cách và các cái luồng suy nghĩ nó khác nhau. Rồi, cho mọi người cũng biết ha. Chào em. Có nghĩa là bây giờ lý lịch trích ngang về tình sử của nhà trai nhà gái rồi gần như nhau. Chỉ có là trên tình bạn xíu, dưới tình yêu xíu đúng không? Và cũng 6 năm trời ăn ở không rồi đó. Vậy thì bây giờ cái mong muốn của em với một cái người bạn gái, bạn ấy sẽ như thế nào? Thì em muốn cái mẫu người bạn gái của em á là một người biết cư xử với mọi người và biết lo lắng cho gia đình. Và thứ hai là có cái đức tính trung thủy. Và có một số cái bên như là không có hình xăm lớn. Và không nói nhiều. Nhưng mà chị hỏi nè, em có thích một người phụ nữ sống lý trí không? Thì cái mẫu người đó thì với em là hợp, là mẫu người mà dứt khoát trong chuyện tình cảm. Vậy thì bên đây chỉ là 90% rồi đó em. Coi đàn gái coi sao nha. Dạ em chào đàn gái. Dạ. Dễ thương. Đàn trai nhìn qua là thấy ok. Được rồi đó. Em không thích đàn ông có điều gì? Em không thích đàn ông hút thuốc. Tối kỵ đó, tối kỵ đó. Dạ. Anh nói là thế nào dù đúng xảy ra thôi. Rồi chúc hai bạn thỏa thuận với nhau đi ha. Rồi thích gì nữa? Dạ lăng nhăng nữa anh ạ. Em thì là một người cực kỳ trung thủy. Đúng và rồi, em, bạn kia muốn em trung thủy. Dạ và em đòi hỏi cái sự trung thủy người bạn trai của mình rất cao. Nói chung ai cũng mong muốn sự trung thủy của đối phương cả. Em thích mẫu người lý tưởng như thế nào? Em mong muốn là một người độc lập, độc lập về suy nghĩ, độc lập về tài chính. Và có những cái gọi như là quyết đoán trong cái công việc lẫn cuộc sống. Rồi còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì nói chung là em cũng mong muốn một người cái tướng mạo ưa nhìn một chút. Cao tầm khoảng 1m8 trở lên. Ôi trời ơi, em mét nhiêu em sang sảng em nói cho chị nghe thôi. Em 1m72 chị. 1m72 là quá rồi. Được rồi đó. Vậy được rồi. 1m8 khó chịu lắm. Vô mà không phải làm cửa, phải làm em cửa. Em xin lỗi em nói nhầm là 1m68. Em xin lỗi em nói nhầm là 1m68. 1m68 rồi. Mình vô được. Yên tâm đi. Rồi. Đây. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân rồi mình cho họ gặp mặt nha. Em đi với ai vậy? Dạ em đi cùng với mẹ em rồi anh chị của em với cả bạn của em ạ. Rồi có gia đình nữa. Xin chào bác, chào cả nhà. Mình có ý kiến thế nào về chàng rể tương lai này không bác? Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Tôi là mẹ của cháu Lan. Thì làm cha làm mẹ thì ai cũng muốn cho con mình có một gia đình nhỏ. Thấy chàng rể tương lai thì cũng được. Còn theo quyết định của hai cháu nữa chứ. Rồi. Cảm ơn bác. Đây là gì của Lan? Em là Ngọc Ánh, là bạn thân của Lan ạ. Bạn thân rồi. Dạ. Lan thấy bạn này thì cũng hiền và cũng chững chạc. Tuy nhiên thì hai bạn cứ nói chuyện thêm một thời gian rồi cũng cho mình cái cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn cả nhà. Em trai đi với ai? Hôm nay em đi mình anh ạ. Đi một mình hả? Rồi, không sao. Có tất cả những người đang ủng hộ em và đặc biệt là anh đại diện đàn trai luôn cho. Dạ, em cảm ơn. Được rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Rồi, bắt đầu đi em trai. Em có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có quà
chia vui cho tất cả mọi người biết có tặng cái gì nào. Dạ em là một người rất là thích đá banh, em xem đá banh và cũng thích đá luôn. Dạ câu lạc bộ yêu thích của em là Barcelona nên là em tặng cho anh một bộ đồ thể thao của Barcelona. Em gái em thích bao bóng, em ở vị trí, thích vị trí nào? Dạ em tiền đạo anh ạ. Trời ơi, đó tiền đạo luôn hả? Dữ vậy ta. Dạ. Bạn trai có thích chơi đá bóng không? Dạ em thì không chơi đá bóng anh ạ. À, em chơi bóng chuyền. Vậy thôi mỗi đứa sân chơi đi. Vậy thôi mỗi đứa sân chơi đi. Anh có sở thích gì? Thì sở thích của anh là ca hát. Rồi ca hát liền luôn. Để nên với hôm nay thì em cũng mang đến một bài hát, là bài hát Bức Thư Tình Thứ Hai ạ. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh. Tình yêu khát vọng phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Anh nhớ em, bạn đời ơi. Anh mơ môi sáng tinh xanh, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Hai, bạn gái cảm nhận thế nào? Bây giờ em hát tặng bạn trai lại đi. Dạ em xin hát một đoạn nhỏ trong bài Tình Ngỡ Là Mơ. Cùng nắm chặt tay, cùng xây đắp ngày mai, nguyện cho bao yêu thương chẳng phai tàn. Tìm đến bình yên, tìm đến những vần thơ. Tình yêu bên cung đàn ca hát, rồi những nụ hoa hạnh phúc trong ngày qua. Từ trên đôi môi yêu những tiếng cười, cùng nắm chặt tay. Em quên mất cái đoạn cuối. Được rồi. Hát giao lưu văn nghệ cho nó thoải mái trước khi chúng ta vào câu chuyện nha. Bây giờ các bạn thật sự thoải mái ra ha. Cảm nhận về nhau đi. Thì thấy bạn cũng khá là xinh. Cái mẫu người của mình là có một cái móc mái tóc dài thì mình rất thích. Anh đi, anh cho nó tình cổ. Anh có thích đi du lịch không? Thật ra thì cũng có ý định muốn đi du lịch thật, nhưng mà để cái thời gian thì cũng chưa có cho phép. Thế nên là một thời gian sau thì chắc cũng có lẽ cũng sẽ đi du lịch một lần. Tại vì em là người rất là thích di chuyển. Cái sở thích chính là du lịch và đá banh, xem đá banh. Thì cũng hy vọng là anh có thể là đổi sở thích lại một chút xíu, có thể là cùng nhau đi xem những trận bóng yêu thích. Cũng được. Đá không lại em đâu, em đá bóng này đâu. Thì bây giờ đổi qua đổi lại, nói chung là bạn này thì thêm cái sở thích đá banh, bạn kia thêm sở thích bóng chuyền. Bây giờ ta hẹn hò thế nào đó? Em thì làm việc ở tại quận 1. Thì thời gian làm là có ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Thì cũng có thời gian, nếu như mà ngày cuối tuần có thể hẹn hò là cũng có thời gian. Thì anh, công việc của anh thì cũng làm được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Thì cái thời gian nếu mà mình có thời gian rảnh thì cho nhau một cái thời gian nào đó để mình hẹn hò với nhau. Anh có phải là người ra trường không? Không, thì bản tính là một người độc lập chứ không có gia trưởng. Nhưng mà mình có thể là bỏ thuốc được không? Cái đó thì cố gắng hết sức. Anh thấy hai bạn có vấn đề này nè. Bạn gái làm du lịch muốn có những chuyến đi không dừng lại, muốn khám phá. Còn bạn trai thì ôm cái máy vi tính ngồi trong phòng, bao giờ cũng khô khan với máy vi tính đó. Chắc chắn là hai con người này sẽ là hai cái trạng thái khác nhau hoàn toàn luôn. Để cân bằng điều đó nó mới quan trọng. Thì đối với anh thì cái việc mà
không phải là IT lúc nào cũng khô khan. Đối với anh thì nó lại khác, là một người rất là yêu thương động vật và đa số là thích đi khám phá những cái vùng đất và nó hoang sơ hơn, chứ không phải là IT nó cứ phải lúc nào cũng gắn với cái máy tính. Em có ghen không? Nếu như bạn ấy đi hay em cứ ngồi suốt trong phòng thì cái đó thực ra thì bây giờ nó bình đẳng anh ạ. Ừ. Công việc nam có, nữ cũng có. Ừ. Chứ không phải là như ngày xưa là đàn ông đi làm kiếm tiền, bây giờ phụ nữ người ta cũng làm ra tiền. Ừ. Thì bây giờ công việc của ai người đấy làm, mình không thể nào mà vợ tôi đi làm, tôi ở nhà tôi ngồi tôi ghen. Không có, vợ mình cũng làm ra tiền như mình, tại sao mình ghen làm gì? Rồi được, vậy thì được đó. Quá hay. Em hãy đứng lên đến nắm tay bạn gái. Chúng ta có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau và nói lên cảm xúc của mình với người đối diện. Thì đến với lần này thì cũng coi như là mình duyên với nhau. Thì anh mong là mình cho nhau một cái cơ hội mà mình có thể tiến đến cái tương lai. Thì anh mong là anh có thể dẫn em đi trong những chuyến mình mới của em. Em thì chỉ có một cái mong muốn là anh bỏ thuốc thôi. Tôi thấy ổn rồi đó. Phấn khởi đấy. Vấn đề là bỏ thuốc đây. Thôi. Bỏ được không? Từ từ bỏ nhé. Từ từ bỏ nhé. Để tay nút bấm đi các bạn. Đã lúc ta đưa ra quyết định của trái tim mình. Suy nghĩ thật kỹ. Đây là cái duyên để xem có nợ với nhau hay không. Hãy làm đúng những gì trái tim mách bảo nha. Rồi. 1 2 3 Chúc mừng. Trái tim đã đỏ. Hãy nắm tay nhau nào. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Và bây giờ có mẹ và gia đình bạn gái ở đây. Mình hãy nói gì và hứa gì đi với gia đình đi. Đây. Để mà nắm tay được con gái bác như thế này thì con cũng mong là bác cho con một cái cơ hội để hai đứa con tìm hiểu nhau. Tiến được tới hôn nhân thì nó lại càng tốt ạ. Thì em cũng mong muốn là mình sẽ bắt đầu được một mối quan hệ nghiêm túc và có thể là đi xa hơn. Và bây giờ thì bạn trai nào, bạn đặt một cái gọi là đánh dấu á, đánh dấu mối tình của mình. Con cũng xin phép bác, con được hôn con gái bác. Đấy, mẹ xúc động khóc luôn kìa. Đây là những món quà mà chúng tôi dành cho các bạn. Em thì cũng một vài ba mối tình chị ạ. Nhưng một mà... vài ba. Dạ. Kiểu như là trên tình bạn và dưới tình yêu ấy ạ. Nó chưa có phải là thực sự sâu sắc. Thế cái tướng mạo ưa nhìn một chút. Cao tầm khoảng 1m8 trở lên. Ôi ôi trời ơi. Em mét nhiêu em sang sảng em nói cho chị nghe coi. Em 1m72 chị. 1m72 là quá rồi. Quá rồi, được rồi đó. Vậy được rồi. Thì cũng hy vọng là anh có thể là đổi sở thích lại một chút xíu, có thể là cùng nhau đi xem những trận bóng yêu thích. Gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu cách nhau cái hàng rào thôi. Rồi, mình giới thiệu lớn về cho bên kia nghe luôn nha em. Dạ, đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân. Chào em. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay hôm nay. Em tên là Nguyễn Văn Thanh, năm nay em 29 tuổi. Hiện em đang là nhân viên IT của một công ty lập trình web ở bên Gò Vấp. Quê em ở dưới Đồng Nai. Đó là lý lịch trên nhà của nhà trai đó. Rồi bây giờ đến nhà gái chúng tôi, em giới thiệu đi. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Chào bạn trai và chào tất cả các khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Lan, năm nay thì em 32 tuổi ạ. Hiện thì em đang sinh sống tại Bình Dương và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em làm bên trưởng bộ phận quản lý về voucher combo cao cấp của một của công ty du lịch Việt Nam ạ. Rồi bây giờ em nói luôn cái phần ưu điểm nhược điểm của mình đi. Dạ theo em thấy thì ưu điểm của em thì em là người rất là hòa đồng, quan tâm đến mọi người xung quanh. Còn nhược điểm của em thì em hơi bị nóng tính và nhiều khi em lý. Mời nhà trai. Em có ưu điểm gì? Thì em về cái ưu điểm của em thì em khá là vui vẻ. Nghĩa là em cũng là một người hay chia sẻ mọi vấn đề lắm. Em cũng hay ca hát. Rồi điểm yếu là gì? Điểm yếu của em thì em có hút thuốc. Hút thuốc hả? Nhiều không?
Cũng tương đối thôi ạ. Bớt hút lại được ha. Dạ. Chút xíu thế thì nào đàn gái cũng nói dù thuốc cho coi. Bạn nữ bên kia là sinh năm 89 đúng không? Dạ đúng rồi anh Linh. À, bên đây bạn nam sinh năm 91, nữ lớn hơn 2, trai lớn 1. Sinh năm 91 là tuổi gì Thanh nhỉ? À, tuổi Mùi ạ. 89 là tuổi gì ta? Tuổi con rắn anh ạ. Rắn hả? Dạ. Tí xù dùng mèo thình tị ngọ mùi thân dậu thức hợi. Hợp. Hợp. Hợp hả? Hợp hợp hợp. Em có mấy mối tình rồi? À em thì cũng một vài ba mối tình chị ạ. Nhưng một mà... vài ba. Dạ. Kiểu như là trên tình bạn và dưới tình yêu ấy ạ. Nó chưa có phải thực sự sâu sắc. Nhưng mà nó đã có một cái mối tình nào mà thực sự là tình yêu chưa? Hay là cả ba vài ba mối tình nó đều là như vậy? Em nghĩ thì là cái mối tình gọi như là gần đây nhất của em ấy là cách đây 6 năm. Trời ơi, 6 năm trời. Dạ vâng ạ. Rồi cô gái là người độc thân. Dạ đúng rồi thôi. Dạ đúng rồi. Vậy đó. Dạ. Dạ nhà gái xin hết ạ. Nhà trai, mấy mối tình thì thông báo cho bên kia biết đi. Em thì trước giờ cũng chỉ có một mối duy nhất thôi anh ạ. Nó cách đây khoảng cũng hơn 6 năm. Mối đó kéo dài mấy năm? Cũng được gần 1 năm ạ. Tại sao lại chia tay? Thì nói chung là nó cũng có mâu thuẫn về bên cái tính cách và các cái luồng suy nghĩ nó khác nhau. Rồi, cho mọi người cũng biết ha. Chào em. Có nghĩa là bây giờ lý lịch trích ngang về tình sử của nhà trai nhà gái rồi gần như nhau. Chỉ có là trên tình bạn xíu, dưới tình yêu xíu đúng không? Và cũng 6 năm trời ăn ở không rồi đó. Vậy thì bây giờ cái mong muốn của em với một cái người bạn gái, bạn ấy sẽ như thế nào? Thì em muốn cái mẫu người bạn gái của em á là một người biết cư xử với mọi người và biết lo lắng cho gia đình. Và thứ hai là có cái đức tính trung thủy. Và có một số cái bên như là không có hình xăm lớn. Và không nói nhiều. Nhưng mà chị hỏi nè, em có thích một người phụ nữ sống lý trí không? Thì cái mẫu người đó thì với em là hợp, là mẫu người mà dứt khoát trong chuyện tình cảm. Vậy thì bên đây chỉ là 90% rồi đó em. Coi đàn gái coi sao nha. Dạ em chào đàn gái. Dạ. Dễ thương. Đàn trai nhìn qua là thấy ok. Được rồi đó. Em không thích đàn ông có điều gì? Em không thích đàn ông hút thuốc. Tối kỵ đó, tối kỵ đó. Dạ. Anh nói là thế nào dù đâu xảy ra thôi. Rồi chúc hai bạn thỏa thuận với nhau đi ha. Rồi thích gì nữa? Dạ lăng nhăng nữa anh ạ. Em thì là một người cực kỳ trung thủy. Đúng và rồi, em, bạn kia muốn em trung thủy. Dạ và em đòi hỏi cái sự trung thủy người bạn trai của mình rất cao. Nói chung ai cũng mong muốn sự trung thủy của đối phương cả. Em thích mẫu người lý tưởng như thế nào? Em mong muốn là một người độc lập thôi. Độc lập về suy nghĩ, độc lập về tài chính. Và có những cái gọi như là quyết đoán trong cái công việc lẫn cuộc sống. Rồi còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì nói chung là em cũng mong muốn một người cái tướng mạo ưa nhìn một chút. Cao tầm khoảng 1m8 trở lên. Ôi trời ơi, em mét nhiêu em sang sảng em nói cho chị nghe thôi. Em 1m72 chị. 1m72 là quá rồi. Được rồi đó. Vậy được rồi. 1m8 khó chịu lắm. Vô mà không phải làm cửa, phải làm em cửa. Em xin lỗi em nói nhầm là 1m68. À không, em xin lỗi em nói nhầm là 1m68. À 1m68 rồi. Mình vô được. Yên tâm đi. Rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân rồi mình cho họ gặp mặt nha. Em đi với ai vậy? Dạ em đi cùng với mẹ em rồi anh chị của em với cả bạn của em ạ. Rồi có gia đình nữa. Xin chào bác, chào cả nhà. Mình có ý kiến thế nào về chàng rể tương lai này không bác? Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Tôi là mẹ của cháu Lan. Thì làm cha làm mẹ thì ai cũng muốn cho con mình có một gia đình nhỏ. Thấy chàng rể tương lai thì cũng được. Còn theo quyết định của hai cháu nữa chứ. Dạ. Rồi. Chào con bác. Đây là dì của Lan. Em là Ngọc Ánh, là bạn thân của Lan ạ. Bạn thân rồi. Dạ. Lan thấy bạn này thì cũng hiền và cũng chững chạc. Tuy nhiên thì hai bạn cứ nói chuyện thêm một thời gian rồi cũng cho mình cái cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn cả nhà. Em trai đi với ai? Hôm nay em đi mình anh ạ. Đi một mình hả? Rồi không sao. Có tất cả những người đang ủng hộ em và đặc biệt là anh đại diện đàn trai luôn cho. Dạ. Em cảm ơn. Được rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Rồi, bắt đầu đi em trai. Em
có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có quà chia vui cho tất cả mọi người biết có tặng cái gì nào. Dạ, em là một người rất là thích đá banh. Em xem đá banh và cũng thích đá luôn. Dạ, câu lạc bộ yêu thích của em là Barcelona. Nên là em tặng cho anh một bộ đồ thể thao của Barcelona. Em gái em thích đá bóng, em ở vị trí, thích vị trí nào? Dạ, em tiền đạo anh ạ. Trời ơi, đó tiền đạo luôn hả? Dưới vậy ta. Dạ. Bạn trai có thích chơi đá bóng không? Dạ, em thì không chơi đá bóng anh ạ. À, em chơi bóng chuyền. Vậy thôi mỗi đứa sân chơi đi. Vậy thôi mỗi đứa sân chơi đi. Anh có sở thích gì? Thì sở thích của anh là ca hát. Rồi, ca hát liền luôn. Để nên với hôm nay thì em cũng mang đến một bài hát, là bài hát Bức Thư Tình Thứ Hai ạ. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh. Tình yêu khát vọng phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Anh nhớ em, bạn đời ơi. Anh mơ môi sáng tinh xanh, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Hai, bạn gái cảm nhận thế nào? Bây giờ em hát tặng bạn trai lại đi. Dạ, em xin hát một đoạn nhỏ trong bài Tình Ngỡ Là Mơ. Cùng nắm chặt tay, cùng xây đắp ngày mai, nguyện cho bao yêu thương chẳng phai tàn. Tìm đến bình yên, tìm đến những vần thơ, tình yêu bên cung đàn ca hát. Rồi những nụ hoa hạnh phúc trong ngày qua, từ trên đôi môi yêu những tiếng cười, cùng nắm chặt tay. Em quên mất cái đoạn cuối. Được rồi. Hát giao lưu văn nghệ cho nó thoải mái trước khi chúng ta vào câu chuyện nha. Bây giờ các bạn thật sự thoải mái rồi ha, cảm nhận về nhau đi. Thì thấy bạn cũng khá là xinh. Cái mẫu người của mình là có một cái móc mái tóc dài thì mình rất thích. Anh đi, anh cho nó tình cổ. Anh có thích đi du lịch không? Thật ra thì cũng có ý định muốn đi du lịch thật, nhưng mà để cái thời gian thì cũng chưa có cho phép. Cho nên là một thời gian sau thì chắc cũng có lẽ cũng sẽ đi du lịch một lần. Tại vì em là người rất là thích di chuyển. Cái sở thích chính là du lịch và đá banh, xem đá banh. Thì cũng hy vọng là anh có thể là đổi sở thích lại một chút xíu, có thể là cùng nhau đi xem những trận bóng yêu thích. Cũng được. Đá không lại em đâu, em đá bóng này đâu. Thì bây giờ đổi qua đổi lại, nói chung là bạn này thì thêm cái sở thích đá banh, bạn kia thêm sở thích bóng chuyền. Bây giờ ta hẹn hò thế nào đó? Em thì làm việc ở tại quận 1. Thì thời gian làm là có ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Thì cũng có thời gian, nếu như mà ngày cuối tuần có thể hẹn hò là cũng có thời gian. Thì anh, công việc của anh thì cũng làm được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Thì cái thời gian nếu mà mình có thời gian rảnh thì cho nhau một cái thời gian nào đó để mình hẹn hò với nhau. Anh có phải là người ra trường không? Không, thì bản tính là một người độc lập chứ không có gia trưởng. Nhưng mà mình có thể là bỏ thuốc được không? Cái đó thì sẽ cố gắng hết sức. Anh thấy hai bạn có vấn đề này nè. Bạn gái làm du lịch, muốn có những chuyến đi không dừng lại, muốn khám phá. Còn bạn trai thì ôm cái máy vi tính ngồi trong phòng, bao giờ cũng khô khan với máy vi tính đó. Chắc chắn là hai con người này
sẽ là hai cái trạng thái khác nhau hoàn toàn luôn. Để cân bằng điều đó nó mới quan trọng. Thì đối với anh thì cái việc mà không phải là IT lúc nào cũng khô khan. Đối với anh thì nó lại khác. Là một người rất là yêu thương động vật. Và đa số là thích đi khám phá những cái vùng đất mà nó hoang sơ hơn. Chứ không phải là IT nó cứ phải lúc nào cũng gắn với cái máy tính. Em có ghen không? Nếu như bạn ấy đi hay em cứ ngồi suốt trong phòng. Thì cái đó thực ra thì bây giờ nó bình đẳng anh ạ. Ừ. Công việc nam có, nữ cũng có. Ừ. Chứ không phải là như ngày xưa là đàn ông đi làm kiếm tiền. Bây giờ phụ nữ người ta cũng làm ra tiền. Ừ. Thì bây giờ công việc của ai người đấy làm. Mình không thể nào mà vợ tôi đi làm, tôi ở nhà tôi ngồi tôi ghen. Không có, vợ mình cũng làm ra tiền như mình. Tại sao mình ghen làm gì? Rồi, được, vậy thì được đó. Quá hay. Em hãy đứng lên đến nắm tay bạn gái. Chúng ta có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau và nói lên cảm xúc của mình với người đối diện. Thì đến với lần này thì cũng coi như là mình mới duyên với nhau. Thì anh mong là mình cho nhau một cái cơ hội mà mình có thể tiến đến cái tương lai. Thì anh mong là anh có thể dẫn em đi trong những chuyến mini mới của em. Em thì chỉ có một cái mong muốn là anh bỏ thuốc thôi. Tôi thấy ổn rồi đó. Phấn khởi đấy. Vấn đề là bỏ rồi thuốc đây. Thôi. Bỏ được không? Từ từ bỏ nhỉ. Từ từ bỏ nhỉ. Để tay nút bấm đi các bạn. Đã lúc ta đưa ra quyết định của trái tim mình. Suy nghĩ thật kỹ. Đây là cái duyên. Để xem có nợ với nhau hay không. Hãy làm đúng những gì trái tim mách bảo nha. Rồi. 1 2 3 Chúc mừng. Trái tim đã đỏ. Hãy nắm tay nhau nào. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Và bây giờ có mẹ và gia đình bạn gái ở đây. Mình hãy nói gì và hứa gì đi với gia đình đi. Đây. Để mà nắm tay được con gái bác như thế này thì con cũng mong là bác cho con một cái cơ hội để hai đứa con tìm hiểu nhau. Tiến được tới hôn nhân thì nó lại càng tốt ạ. Thì em cũng mong muốn là mình sẽ bắt đầu được một mối quan hệ nghiêm túc và có thể là đi xa hơn. Và bây giờ thì bạn trai nào bạn đặt một cái gọi là đánh dấu á, đánh dấu mối tình của mình. Con cũng xin phép bác con được hôn con gái bác. Đấy, mẹ xúc động khóc luôn kìa. Đây là những món quà mà chúng tôi dành cho các bạn. Mối tình thì chắc đến giờ này thì cũng là khá là nhiều. Chắc cũng phải tầm 10 mối tình. Trời ơi. Người rất thật thà. Em cũng đã lớn tuổi rồi nên là em muốn một người là người ta giống như là mình yêu là xác định chứ không phải là mình để mình quen rồi. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Rồi, xin mời ngồi. Em chào chị. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào khán giả. Em tên là Hùng ạ. Sinh năm 83, nhà hiện tại đang ở Bình Dương. Em làm vừa kinh doanh vừa làm cho công ty. Hùng quê ở đâu? Em quê ở Thanh Hóa. Hiện tại thì em đang ở một mình tại nhà riêng. Một mình nhà riêng luôn. Rồi, bây giờ mình nhà gái rồi mình nói to lên xem nào. Dạ, em chào hai MC. Chào bạn kế bên với lại tất cả mọi người ở dưới. Em tên là Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1985. Hiện tại em sống và làm việc ở Đồng Nai. Em hiện tại là nhân viên của bên công ty sản xuất là bên gỗ, bên nội thất á. Dạ, em bên thu mua. Rồi. Điểm mạnh, điểm yếu mình là gì Trang? Dạ, điểm mạnh của em thì em cũng khá hòa đồng với mọi người, sống cũng tình cảm. Điểm yếu của em có lẽ là nhiều khi em hơi nội tâm. Cũng có khi nếu mà ví dụ gặp người mà mình hợp á thì mình nói rất là nhiều nhưng mà có nhiều khi mình lại không không hợp thì không ai nói được á. Dạ. Thực sự không hợp thì không thể nào nói được. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu gì nói cho nhà gái nghe đi. Các MC và các chương trình thì điểm mạnh của em là nhanh nhẹn, nhưng mà chịu học hỏi và khá kiên định với những cái mục tiêu mơ của mình, phấn đấu thực hiện đến hết sức có thể và kết quả như thế nào thì cũng vui vẻ chấp nhận. Còn điểm yếu thì là
sống khá tình cảm, thiếu quyết đoán và dễ tin người, bị người ta lợi dụng khá nhiều. Không có mấy mối tình rồi. Mối tình thì chắc đến giờ này thì cũng là khá là nhiều, chắc cũng phải tầm 10 mối tình. Trời ơi, người rất thật thà. Mối tình dài nhất là khoảng bao lâu hả Hùng? Mối tình dài nhất là gần 3 năm. Gần 3 năm. Mối tình ngắn nhất là bao nhiêu năm? Mối tình ngắn nhất là 3 tháng. Em có kết hôn lần nào chưa? Dạ có kết hôn, đó là mối tình sau. Mối tình đó là cũng bạn này thì ở ngoài Bắc, ở ngoài Bắc hẳn luôn. Thì yêu thì cũng yêu xa. Trước khi cưới khoảng 1 tháng thì mới quen nhau chính thức. Cưới về được gần 3 tháng thì phát hiện ra nhiều điều là không hợp nhau. Rồi sau 8 tháng thì chia tay. Mà em đã có cháu nào chưa Hùng? Dạ chưa được 3 tháng thì chưa được 3 tháng mà. Xác định là không thể ở được với nhau rồi, cho nên là thôi không có việc con luôn. Cái là phải tạm dừng. Dạ chào chị Hùng. Viên của Hùng phức tạp quá nha. Cho tôi xin vài phút tôi hỏi thăm nhà gái chút xíu nha. Dạ em chào em. Chào em gái thân mến. Dạ rất là xinh. Thì nghe cái câu chuyện bên đằng trai vậy đó, em thấy có gì đáng quan ngại hay có gì lo gì không? Em thấy mùi mối tình thì cũng khá là nghèo á, rồi là quen, rồi là bạn ấy có cưới luôn rồi đúng không? Có giờ tình duyên của em sao em nói luôn đi. Thực ra thì nếu mà đúng ra thì em chỉ yêu và quen hai người lâu lắm rồi, từ hồi sinh viên với sau khi em ra trường khoảng 1 năm á. Một người mối tình thứ hai á, là bạn đó ở ngoài Phú Thọ. Hai người quen nhau khoảng được 2 năm á. Nói chung là em cảm thấy bạn ở ngoài kia mà bạn làm bên xây dựng á, em cũng rất là sợ. Tại vì đi đây đi đó nhiều á, em cảm thấy không an toàn. Từ đó tới giờ thì anh chị rồi là mọi người cũng làm mai làm mối rồi em cũng có gặp nhiều. Nhưng mà em cũng cảm thấy là có nghĩa là mình không có gần gũi được, mình không có một cái sự tương đồng nên là em không thể nào mà yêu được. Em nói về cái mẫu người phụ nữ như thế nào thì em có thể đi đến suốt cuộc đời được? Từ trước nay em cũng chỉ thích có như vậy thôi, là thứ nhất là về cái ngoại hình này, da trắng một chút, dáng cao khoảng từ 1m58 trở lên. 1m58 trở lên, đừng có mập béo quá. Hơi bị tổn thương đó nghe. Còn giỡn cho em bớt run. Tính tình thì sao nè? Tính tình thì nói chung đó là một người phụ nữ mà của gia đình, hai là chung thủy, đáng tin, biết chăm lo, biết điều, có cái tâm tốt, và cái nữa là đừng có ích kỷ quá. Ok, bây giờ chị sẽ hỏi cái mẫu người lý tưởng của em. Nói đi, em nói cho ông mối nghe đi. Dạ, cái mẫu người lý tưởng của em thì về ngoại hình như thế nào? Ngoại hình thì em thích bạn ấy, nói chung là không cần đẹp trai nhưng mà ưa nhìn một tí. Nếu mà mũi thẳng thì đẹp hơn, tốt hơn. Em muốn là người đó sống nghiêm túc, với có chí cầu tiến trong công việc và cũng trong gia đình. Em cũng đã lớn tuổi rồi nên là em muốn một người là người ta giống như là mình yêu là xác định, chứ không phải là mình để mình quen rồi lâu như thế nào đó, tìm hiểu quá nhiều quá thời gian, hoặc là mình nói là mình cứ tìm hiểu đi, cứ 1 năm 2 năm hay là như thế nào đó. Là em không thích như vậy. Rồi hôm nay em đi em gái đi với ai? Dạ em đi với em gái của em nói chung là em trong công ty đồng nghiệp. Em chào chị Vân, anh Linh và anh Nam bên này. Em thì em quen chị Trang cũng được 5 năm rồi. Em ở Nghệ An ạ. Cho em hỏi xin đặt câu hỏi với anh Nam bên này với ạ. Ok em cứ hỏi đi. Không biết là sau này anh sẽ dự định sống ở Bình Dương hay là ở Thanh Hóa? Thanh Hóa thì chắc chắn anh không bao giờ anh ở. Bình Dương thì hiện tại đang ở đấy. Nhưng mà anh có nhiều cái ước mơ ở nơi khác nữa. Là nghĩa là sau này anh không có ý định là sẽ về già hay là gì đó, về Thanh Hóa sống hay là sao? Thật ra sau này thì dự định như thế nó xa quá, mà cái việc đấy nó không quan trọng em. Ở đâu người dân Việt Nam mình sống tốt được là được, không quan trọng ở đâu cả. Nếu chị em muốn sống ở Đồng Nai thì anh có chuyển xuống dưới Đồng Nai sống không ạ? Cái việc mà chị em muốn thì không phải là một mình chị em muốn, mà phải là muốn cho cả hai hay cả một gia đình. Chị em muốn mà chồng con nó không muốn thì cũng phải theo chồng con, lúc đấy lấy theo số đông. Còn trước mắt thì ở đâu thì với anh nó rất là đơn giản, không có gì khó khăn cả. Dạ em xin cảm ơn ạ. Em trai đi với ai? Đi với đồng nghiệp em áo trắng. Dạ thì em chào chỗ anh Linh và chị Vân và chào quý khán giả anh xem chương trình. Thì em đang như là bạn của anh Hùng thôi. Thì hiện tại thì anh Hùng cũng đang ở Bình Dương mình. Em cũng có đặt câu hỏi như thế này.
Anh Hùng thì cũng trải qua nhiều cái mối tình rồi, rất là nhiều rồi. Thì không biết là bạn thấy có khó khăn vì vấn đề khi tiếp xúc với ảnh sau này không? Thì cái điều đó thì cũng không phải là vấn đề. Vấn đề là hai người có hợp nhau không thôi. Bản thân mình cũng vậy, nếu mà ví dụ như là mình cũng có thể tìm hiểu, nhưng mà mình không hợp thì thôi, mình đi uống cà phê hay này kia gì đó là chuyện bình thường. Nhưng mà không biết là bạn ấy kể mối tình của bạn ấy là nó đã đi tới đâu thôi. Còn ví dụ như đúng không cô? Còn cái vấn đề mà nó là quen bao nhiêu người không quan trọng, mà trọng dừng chân ở bấy nhiêu người rồi thôi, mình sẽ thông cảm được. Dạ rồi, em chỉ ra câu hỏi như vậy thôi à. Vậy đó dạ. Hả? Em thấy hiện tại là bạn nữ đây cũng khá là dễ thương. Thì em nghĩ là anh Hùng khi gặp mặt thì chắc sẽ có cái quyết định. Rồi, ok, cảm ơn em. Rồi, mở rào. Hãy trò chuyện với nhau, tìm hiểu nhau để xem điều gì xảy ra. Mời Hùng. Ê, xoay đi, xoay. Rồi. Chào quà dạ, đi nào. Chào anh. Chào em. Em có muốn quà nhỏ tặng anh. Lần đầu tiên gặp em thì cũng không biết em thích cái gì thì có muốn quà nhỏ tặng em. Dạ, em cũng tặng anh món quà nhỏ. Dạ. Anh gặp mặt em lần đầu tiên anh cảm thấy thế nào? Cảm thấy thế nào thì bây giờ mới mà nhìn được chắc chưa được một phút, cho nên là cảm giác nó đang rất là lung tung. Rất là rung hả? Rất là rung hay là lung tung hả anh? Vừa rung vừa lung tung. Chắc chắn có một điều là đến đây để mong muốn một cái hạnh phúc lâu dài. Em có nghĩa là em muốn là thực sự mà nói là sau cái lung tung của anh á, thì anh cảm nhận về em như thế nào? Thoạt nhìn thôi, giống như là mình chỉ mới nhìn qua thôi, mình có thể cảm tình hay là như thế nào không? Thế đó là em muốn là nghe điều đó của bên anh. Nói chung là nhìn em thì là một người khá dễ mến. Một cái điều mà để anh cảm thấy được là một cái sự nghiêm túc về anh thì anh là người cực kỳ thẳng thắn, cương trực. Nói chung là không bao giờ thích gian dối một chút nào cả. Vô cùng có trách nhiệm với việc làm và lời nói. Yeah. Đã nói là làm. Nhưng mà làm bằng tất cả cái gì mình có, bằng cái lương tâm, bằng trái tim, chứ không phải là làm nó cái kiểu là làm nửa vời. Trong tình cảm cũng vậy, cho nên là tình cảm hay bị trắc trở nó nhiều. Nhưng mà sau những cái cuộc đổ vỡ của trong hôn nhân với lại trong các tình trường á, thì anh có rút ra là anh có những yếu điểm nào mà anh cần phải thay đổi hay là anh cần phải cố gắng hơn như thế nào đó không ạ? Cái điểm mà phải thay đổi nhanh mà gấp nhất là nóng vội. Nóng vội, đúng rồi. Em nghĩ cũng không cần phải nóng vội gì cả. Vì cái thứ hai là phải lý trí với điều khiển trái tim lại một chút nữa. Không, như nếu mình yêu theo cảm xúc thì mình đó là điều tốt. Em thì lại khó mà yêu. Đó là, em rất là khó yêu. Em có vẻ là tại vì em hơi thận trọng. Có lẽ là hơi đối lập với anh cái chỗ là... Không, thận trọng thì nó là điều cho phép. Tại vì em là con gái mà. Con gái mà không thận trọng thì yeah, chắc là cũng phải xem xét lại. Thì anh cho anh hỏi Trang một câu ha. Dạ. Yeah. Trang có cái mong ước hay là cái dự định gì cho tương lai? Có lẽ con gái thì người ta cũng mong có một người chồng là giống như là yêu thương mình, quý trọng gia đình mình, với lại là biết chăm lo cho vợ con. Thì đó là một điều mong ước lớn nhất rồi. Thế thì Trang đã chuẩn bị được cái gì hay là sẽ mình bản thân mình ấy? Là sẽ làm gì để đạt được cái thì tất cái nhiên đấy. Rồi tất nhiên là có nghĩa là phải sống phải có qua có lại. Dạ, hiện tại là đang có bản thân mình đang như thế nào, mình sẽ làm ra làm sao để đạt được cái mục đích đấy. Thì tất nhiên là mình phải là một người tốt, mình biết chăm lo cho gia đình thì mình mới mong được là người ta thương yêu, đúng không? Thế nếu mà mình không có mình không có có cố gắng trong cuộc sống thì làm sao mà mình được mọi người thương yêu được. Bước tới bạn gái, nắm tay bạn gái, hát một bài nào đó, xong rồi nói cái gì đó nào, tấn công, hỏi em ơi thích, ngày mai em thích đi đâu chơi hay là em thích du lịch hay không, em thích cái gì đó. Nắm hai tay bạn gái, nhìn thẳng vào mặt bạn gái thử xem nào. Mạnh dạn lên nào. Thật ra thì tình cảm không thể nói bằng lời hay bằng hành động nữa, bằng ai nhìn thấy. Yeah. Tình cảm thì nó phải qua trái tim. Cũng không biết nói gì nhưng mà không biết là anh nói là anh là người hay nhưng mà có nghĩa là cảm xúc quá, nhưng mà sau anh gặp em anh cảm thấy nó lung tung, anh không xác định được là anh có một cái cảm xúc như thế nào. Ví dụ như có nghĩa là cái nhìn thiện cảm hay là anh cảm thấy ưng hay không ưng thì anh phải thể hiện ra điều đó, chứ anh dở ưng vậy là em không hiểu được. Nếu bây giờ anh nói là anh ưng
thì chắc chắn không ai tin. Ưng không phải là yêu, ưng là có nghĩa là mình mới nhìn em, nhìn anh Linh em thấy ưng quá. Bình thường đúng không? À, cái ưng cảm cảm nhận đó. Thiện cảm. Nếu mà không ưng thì nhờ. Không đến anh không đến nắm tay làm gì. Cảm ơn anh. Thật ra cái này nó hơn lời, anh mới nói là cái này nó hơn lời bằng cái cảm nhận này bằng hay nó hơn lời nói rất là nhiều. Nhưng mà anh phải thể hiện ra em mới biết được. Anh mà khéo anh nói thì bây giờ anh không bao giờ anh đứng ở đây rồi. Dạ vâng, vậy thì để em hiểu anh rồi thì để. Rồi bây giờ em gái nói đúng đó. Bây giờ Hùng suy nghĩ trong lòng điều gì đối với người đối diện, em phải nói cho người ta biết. Anh cảm nhận thật sự thì em có thể là em là một người phụ nữ của gia đình. Anh hy vọng là sau buổi hôm nay thì mình sẽ hiểu hơn, tiến xa hơn, đi đến cái mục đích mà cả hai chúng ta bước đến đây. Dạ, em cảm ơn anh. Để tao nút bấm đi, cho bất kỳ ai đi nữa. Anh nghĩ rằng là đàn ông chúng ta nên chủ động trong tất cả mọi công việc. Và suy nghĩ thật kỹ nha. Hãy bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn nha. Chuẩn bị. Chuẩn bị nha. 1 2 3 Hết thời gian. Hãy nắm tay đi. Đúng rồi. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Rồi, thế em hôn má bạn gái em đi. Rồi. Mong mọi điều tốt đẹp nhất nha. Như vậy chúng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong ngày hôm nay. Vẫn là một câu rất là quen thuộc. Chúc cho những cặp đôi đã đến với quà muốn hẹn hò sẽ mau chóng tìm được hạnh phúc cho riêng họ. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.